Ngân hàng Exim Bank đã cho rằng một khách hàng sử dụng 8,5 triệu qua thẻ tín dụng và quên không trả. Cuối cùng, số tiền mà khách hàng này phải tất toán cho Exim Bank là 8,8 tỷ đồng. Một trường hợp cực kỳ lạ lùng và gây tranh cãi. Và trong khi người chủ thẻ tín dụng này lại nói rằng anh không hề vay của Exim Bank và cũng không hề sử dụng thẻ để tiêu tốn số tiền lên đến 8,5 triệu đồng lần nào cả, và anh phản ứng trước các quyết định của Exim Bank. Về mặt luật pháp, trường hợp này như thế nào? Một khoản tiền vay nếu có cũng rất nhỏ, cuối cùng thì đội lên gấp cả ngàn lần như thế là như thế nào? Thưa các anh chị, xin các anh chị để lại ý kiến của các anh chị ở phần comment. Chúng tôi xin tổng lược trường hợp này như thế nào? Nó rất kỳ lạ phải không? Người chủ thẻ anh BHA khẳng định chưa từng vay thẻ tín dụng tại ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh và không chấp nhận việc trả tổng số tiền gồm cả lãi lên đến 8,8 tỷ đồng. Anh BHA trú Hạ Long Quảng Ninh cho biết, trao đổi báo chí, anh nói rằng bản thân không hề vay tín dụng số tiền 8,5 triệu đồng tại ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh. Theo anh BHA, năm 2012, qua một người bạn, anh nhờ một nam nhân viên không nhớ danh tính ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh làm thẻ tín dụng, hay là gọi là mở thẻ tín dụng. Lúc này nam nhân viên ngân hàng yêu cầu anh ký trước vào hợp đồng mở thẻ và nhận thẻ, sau đó anh này đưa cho anh một chiếc thẻ thường với lý do thẻ tín dụng đang gặp trục trặc. Vì nghĩ không làm được nên anh không để ý đến nữa, anh BHA không để ý đến nữa. Cho đến năm 2016, anh BHA có nhu cầu đi vay vốn ngân hàng thì được thông báo bản thân có nợ xấu tại ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh. Anh BHA tới ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh để hỏi thì được ngân hàng này thông báo phải chịu trách nhiệm với chiếc thẻ tín dụng đã mở trước đó. Quá bất ngờ, anh BHA yêu cầu được xem lại hồ sơ mở thẻ tín dụng và sao kê chi tiết. Trong nội dung sao kê thẻ tín dụng của anh BHA đã từng vay tiền để mua một chiếc điện thoại với giá hơn 9 triệu đồng. Theo anh BHA, chữ ký trong sao kê không giống chữ ký của mình trong hồ sơ mở thẻ. Hơn nữa, trong sao kê ngân hàng có 2 lần đã trả lãi trong vòng 2 tháng. Việc này, anh BHA khẳng định không biết. Tức là anh không sử dụng thẻ này lần nào hết. Anh không vay tiền để mua điện thoại và anh cũng không trả lãi 2 lần. Mà chữ ký trong hồ sơ sao kê là chữ ký giả. Một điều nữa, trong hồ sơ mở thẻ có 2 số điện thoại. Một của anh BHA và một số lạ khác. Sau đó số điện thoại là kia không còn được sử dụng nữa. Nam nhân viên ngân hàng trước đó hỗ trợ mở thẻ đã nghỉ việc, nay không rõ địa chỉ. Và anh BHA cho biết sau khi thấy có nợ xấu thì ngân hàng lại không thông báo ngay thời điểm đó. Mặc dù là người bị hại nhưng không muốn ảnh hưởng hình ảnh cá nhân nên tôi có nhu cầu khắc phục hậu quả số tiền nợ, nhưng ngân hàng không đồng ý vì yêu cầu tôi phải trả gốc lẫn lãi cho số tiền tín dụng đó. Từ năm 2016 đến nay, phía ngân hàng Exim Bank và anh BHA đã gặp trực tiếp nhiều lần để giải quyết, nhưng họ không tìm được tiếng nói chung. Ngân hàng thì yêu cầu anh này về địa phương là xin làm đơn không có khả năng chi trả, nhưng mà anh này nói rằng mình không có xài tiền thì làm sao làm đơn nói rằng mình không có khả năng chi trả. Hóa ra mình có vay tiền thật hay không, thật không, và có nghĩa là mình lừa đảo phải không? Năm 2013, phía ngân hàng Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh có gửi công văn nhắc nợ tôi với số tiền phải trả là hơn 88 tỷ đồng, nếu không trả sẽ bị khởi kiện. Tôi cũng muốn làm rõ việc này vì bản thân không biết thẻ tín dụng đó tồn tại và việc ai dùng thẻ đó để vay tiền rồi bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Ngày 13 tháng 3, trên các trang mạng xã hội lan truyền công văn nhắc nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank. Theo nội dung công văn trên, Exim Bank thông báo đến ngân hàng khách hàng có tên BHA tại Quảng Ninh về khoản nợ trị giá trên 8,83 tỷ đồng, trong đó nợ gốc chỉ 8,55 triệu đồng. Thông tin cho người tò mò, thậm chí kinh ngạc khi lãi mẹ đẻ đãi lãi con tốc độ. Tức là cái lãi suất này và tổng thành này nó còn cao hơn cả những tên xã hội đen cho vay nặng lãi khốn kiếp nhất. Thưa các anh chị, chưa có trường hợp nào nó lên tới số tiền
kinh khủng như vậy. Chúng ta xem coi về mặt luật pháp thì như thế nào, về trường hợp này như thế nào. Các vị luật sư thì cho rằng ngân hàng không có quyền áp dụng các biện pháp hành chính thu hồi nợ như siết tài sản của khách hàng này nếu không có quyết định của tòa án. Và các vị luật sư cũng cho biết ngân hàng phải xem lại cách tính lãi như thế nào mà đẩy số vay, nếu có vay trên 8 triệu đồng thành tổng thành trên 8,8 tỷ. Hành vi này có cấu thành tội cho vay nặng lãi hay không? Với hợp đồng tín dụng, nếu lãi suất không đúng, vượt quá mức cho phép của cơ quan quản lý thì có thể xem xét đến yếu tố hình sự, do hình thức cho vay quá lãi suất quy định trở thành dạng cho vay nặng lãi. Thí dụ như tại nghị quyết số 01/2021, nghị quyết hội đồng thẩm phán của đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 20, điều 201 bộ luật hình sự 2015 về việc xem xét xử án hình sự về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Định nghĩa cho vay nặng lãi là trường hợp bên cho vay với mức lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất tại quy định tại bộ luật dân sự 2015. Lãi suất tối đa quy định tại khoản 1 điều 468 bộ luật dân sự 2015 là không vượt quá 20% một năm, tức là 1,66% một tháng. Và số tiền gần 9 tỷ đồng trong vụ việc của khách hàng tại Quảng Ninh và Exim Bank, theo vị luật sư, nếu chia theo các vị luật sư, nếu chia ra thì mỗi năm phía khách hàng phải trả hơn 818 triệu đồng bao gồm cả gốc lẫn lãi, vượt quá 20% năm theo quy định và có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Và về phía người đi vay tiền cũng có thể bị xử lý nếu không thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Tuy nhiên ở đây khách hàng lại nói rằng mình không phải là chủ thẻ tín dụng đó, mình không dùng thẻ tín dụng đó tiêu xài vào việc gì cả, và cũng không phải là người đã ký hai chữ ký giải chấp hai khoản lãi. Như vậy vụ việc này nó vừa mang tính chất dân sự rất hấp dẫn, vì nó có thể rơi vào bất kỳ ai nếu chúng ta lãng phí, chúng ta quên, hoặc sự bất cẩn từ phía nhân viên theo dõi nợ của ngân hàng, giám sát khách hàng. Và chúng ta và kể cả nhân viên ngân hàng cũng có thể rơi vào vòng lao lý nếu cấu thành tội phạm từ việc không thực hiện nghĩa vụ của người vay, hoặc là lãi suất vượt quá quy định của luật pháp cho phép, cấu thành tội cho vay nặng lãi. Ở vụ việc này nó phức tạp ở chỗ này, thưa các anh chị. Trường hợp thứ nhất, nếu thật sự thẻ tín dụng đó có xài số tiền đó thì với mức lãi suất như thế nó quá khủng khiếp, không thể chấp nhận được, cấu thành tội cho vay nặng lãi. Thứ hai nữa, quy định về sử dụng tiền trong thẻ tín dụng rất rõ ràng là khi sử dụng có thông báo đến ngay đến khách hàng, hàng tháng tất toán với khách hàng với lãi suất quy định, và nếu khách hàng không quên đóng thì ngân hàng sẽ thông báo và trừ vào tài khoản khách hàng này, hoặc liên hệ trực tiếp với khách hàng để khách hàng xác định tài khoản thanh toán và trừ mỗi tháng khi khách hàng quên, để lãi suất không chồng lên lãi suất. Và chúng tôi chưa từng thấy trường hợp sử dụng thẻ tín dụng nào nếu có thể thật sự mà rơi vào tình trạng này, tức là lãng quên một thời gian rất dài như thế để lãi chồng lên lãi, lãi mẹ đẻ lãi con. Và ở đây nó ly kỳ hơn là người chủ thẻ, người mệnh danh chủ thẻ đã nói rằng mình không hề đứng tên vay bất cứ một khoản nào và cũng không sử dụng thẻ tín dụng đó và cho một khoản vay nào như ngân hàng đã nêu. Hai bản sao kê trả lãi, tất toán lãi cũng không phải chữ ký, cũng không phải là chữ ký của mình. Do đó chúng tôi đề nghị trường hợp này cần tiến hành điều tra hình sự để làm rõ vai trò của các bên và các khuất thức hoặc là các lỗ hổng trong giao dịch này nếu có. Xin các anh chị hãy để lại ý kiến của mình, vì đây là một việc rất lý thú và nó có thể rơi vào bất kỳ ai trong chúng ta. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.